Vâng, chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi livestream ngày thứ 16 trong hành trình về hành trình người xuất chúng với chủ đề đó là ứng dụng NLP trong công việc kinh doanh và cuộc sống. Thì hôm nay ở đây là chúng ta được mời đến đó là anh Trần Tuấn Anh, là một leader đã cùng đồng hành với chúng ta hơn 2 năm qua, hoặc là cũng gần 3 năm rồi. Đó là những cái thế hệ của đời đầu của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón anh Trần Tuấn Anh để chia sẻ về cái câu chuyện thành công và cái hành trình của mình. Xin mời các bạn chúng ta cùng comment chào đón, chào mừng Tuấn Anh đã đến với đây thế này. Chúng ta comment chào mừng Tuấn Anh đã đến với đây thế này. Xin chào anh em. Mời em bắt đầu chia sẻ. Rồi xin chào tất cả anh em. Thì đầu tiên thì Tuấn Anh cũng cảm ơn anh Linh, cảm ơn đã mời Tuấn Anh trong cái live này để có cơ hội chia sẻ tâm sự cùng với anh em trong group mình. Rồi ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút xíu hả? Thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu về bản thân mình và cái câu chuyện của mình một chút xíu. Sau đó rồi chúng ta sẽ đi vào phần chia sẻ ha. Thì Tuấn Anh là Trần Tuấn Anh, năm nay 31 tuổi. Thì Tuấn Anh đồng hành cùng với DMS 1B và Nuskin được 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Thì cái Tuấn Anh là xuất thân từ dân kỹ thuật, từ ngày xưa là học công nghệ thông tin đấy. Tức là học công nghệ thông tin nhưng mà mình bắt đầu luôn anh Linh hả? Bắt đầu luôn em. Ok. Thì mình chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện của mình, cái background của mình. Đó là ngày xưa là mình học công nghệ thông tin, một cái ngành nó không có liên quan nhiều tới cái công việc hiện tại bây giờ. Nhưng mà đó là cái ngành mình học thôi, nhưng mà nó không phải là cái công việc mình yêu thích. Nên là khi mà học xong cái tốt nghiệp đào công nghệ thông tin ra thì mình đã không đi làm công nghệ thông tin, mình không đi làm kỹ thuật. Và mình chọn cái công việc đó là đi làm kinh doanh. Bởi vì ngày xưa Tuấn Anh đi học ấy thì nó học thì không có học nhiều đâu. Cũng hay trốn học rồi, hay nói chung là học thì ít, chỉ đi làm thì nhiều. Nhưng mà có một cái thói quen mà nó giúp cho Tuấn Anh đến, nó mang lại cho Tuấn Anh nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là cái thói quen đọc sách. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày xưa Tuấn Anh đi học bởi vì cái ngành công nghệ thông tin là một cái ngành Tuấn Anh không thích cho lắm. Nên là cái việc mà đến giảng đường nó thường xuyên vắng thường xuyên. Nhưng mà có một cái thói quen đó là đọc sách nhiều. Nên là hồi đó là sinh viên mà có cái xe đạp ấy, là cứ hồi ở học ở dưới quận 10 là mấy cái nhà sách, ví dụ như là nhà sách Nhân Văn, ở đó là hầu như là không đi học nhưng mà tới nhà sách thì thường xuyên. Đó, chính vì cái thói quen mình đọc sách từ sớm như vậy. Mình đọc những cái sách về phát triển bản thân, về kỹ năng, sách về làm giàu, sách về tư duy. Mình đọc rất là nhiều sách như vậy thì nó tự nhiên ở trong cái đầu mình hình thành một cái việc, đó là mình có một cái khát khao để mình vươn lên. Và khi đó mình nhận thấy là nếu mà đi làm cái công việc mà kỹ sư công nghệ thông tin đó thì cái việc đó nó không giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình. Và mình nghĩ là chỉ có đi kinh doanh thôi. Kinh doanh người ta nói phi thương bất phú mà, nên là chỉ có đi kinh doanh. Nên là khi mà ra trường xong thì Tuấn Anh không có đi làm công nghệ thông tin mà đi làm nhân viên kinh doanh. Bởi vì Tuấn Anh nghĩ là mình cần phải bắt đầu, nếu mà mình muốn đi kinh doanh thì mình cần phải bắt đầu học. Bởi vì rõ ràng là mình không phải học, mình không phải là dân kinh doanh, mình dân kỹ thuật mà. Bây giờ mình muốn chuyển sang kinh doanh thì bắt buộc mình phải đi học. Thì cách học tốt nhất đó là mình tham gia vào một cái công việc như vậy. Và mình xin đi làm nhân viên kinh doanh. Thì khi đó tối nay làm nhân viên kinh doanh thì được khoảng 1 năm. Thì trong một buổi chiều đẹp trời thì trên đường đi làm về thì mình nghĩ là mình phải nghỉ việc thôi. Không thì tiếp tục như vậy được. Mình không thể nào tiếp tục mà cứ đi làm hoài như vậy thì nó cũng không đến đâu cả. Mình cần phải nghỉ việc, mình cần phải thay đổi, mình cần phải làm một cái gì đó. Thì ngay trong buổi chiều đó quyết định như vậy, thì hôm sau viết đơn và xin nghỉ. Xin nghỉ xong thì mình đi bắt đầu, mình lúc đó khi mà nghỉ việc thì mình cũng chưa biết là mình sẽ làm gì đâu. Nhưng mà mình đã quyết định như vậy thì mình cứ làm như vậy thôi. Thì khi nghỉ việc xong thì bắt đầu mình mới đi lang thang, đi kiếm cái gì. Bắt đầu mình nghĩ đến cái việc mà kinh doanh, buôn bán ở này kia các nọ. Tức là trong đầu mình chưa có một cái ý tưởng rõ ràng cho cái tương lai sắp tới. Mình chỉ nghĩ là mình cần phải thay đổi cái công việc hiện tại. Thì khi đó là sau khoảng đó 1 tuần thì mình nghỉ việc. Hồi đó mình làm ở cái ngành là viễn thông,
là công ty của mình là phân phối các cái thiết bị viễn thông cho các cái công ty ở trong nước, nên là mình có quen nhiều cái đối tác ở trong nước đó. Thì khi mà mình nghỉ việc thì họ bắt đầu mời mình về làm việc, rồi cũng rồi mời mình hợp tác rồi này kia các nọ. Thì khi đó mình mới nghĩ là tại sao mình không không sử dụng những mối quan hệ đó để mình mở công ty mình làm, bởi vì mình cũng có kinh nghiệm, cũng có một chút xíu hiểu biết trong cái ngành đó rồi. Vậy là mình quyết định mở công ty. Thì hồi đó khi mà mở công ty thì đương nhiên là từ đang nghỉ việc, đang đi làm xong nghỉ việc thì mở công ty thì không có gì hết. Thì khi đó chúng ta, Tuấn Anh mở được một công ty gọi là công ty Bộ Tứ. Ở đây anh em ai biết công ty Bộ Tứ không? Bộ Tứ. Bộ Tứ. Bộ Tứ tức là tự bố, tức là tự bố cân hết. À. Thì Tuấn Anh mở được một công ty Bộ Tứ như vậy, tức là làm từ tất, nói chung từ tất cả mọi thứ, từ việc mà mình tạo website, từ việc mình học chạy quảng cáo, từ việc sale, rồi là từ việc bán hàng, rồi tất cả. Hồi đó mình làm chung với một người bạn đó, thì một cái công ty Bộ Tứ như vậy. Và cái điều đó nó cũng kéo dài 3 năm, nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, lúc lên lúc xuống, và nó cũng đang trên cái đà phát triển. Nhưng mà mình vẫn nhận thấy được là cái công việc đó nó vẫn không phải là cái mình đang tìm kiếm. Anh em mình nhìn thấy là cái công việc đó không phải là cái mình đang tìm kiếm, bởi vì mình khi mà hồi mình đọc sách nhiều đó thì mình được nghe được một cái khái niệm đó là thu nhập thụ động. Mình cần phải được tự do. Nên là mình nghĩ là nếu mà cứ làm tiếp tục ở trong một cái công ty Bộ Tứ nhỏ nhỏ như vậy và nó có phát triển ra 3 4 5 nhân viên thì nó cũng nhỏ nhỏ trong một cái thị trường ngách như vậy, thì nó không mang lại cái điều mình mong muốn. Yeah. Bởi vì khi mà mình tiếp xúc, mình làm trong cái ngành đó, cái ngành viễn thông thì mình làm là chỉ là cái thị trường ngách thôi. Thị trường ngách tức là mình cung cấp cái thiết bị VoIP cho những cái công ty về thoại ấy. Ví dụ như là mình cung cấp cho mấy cái thiết bị đầu cuối cho Viettel, cho FPT chẳng hạn như vậy, hoặc là cho mấy cái công ty call center như là Kim Cương hay là Hoa Sao ví dụ. Thì mình chỉ thấy là cái công việc đó nếu mà mình để mình phát triển mà một cái mô hình công ty nhỏ nhỏ thôi thì nó rất là khỏe, nó rất là dễ, bởi vì mình cũng có kinh nghiệm trong cái ngành đó rồi. Và mình mở công ty từ lúc mà mình đang không có gì cho tới khi mà mình phát triển nó được 3 năm thì mình thấy là để mà tiếp tục cái công việc đó thì nó dễ dàng thôi. Chỉ có điều là nó chỉ ở cái mức độ là nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thôi. Chứ nếu mà để mình phát triển rộng lớn ra để mà tìm được những cái điều mình mong muốn thì cái điều đó nó cực kỳ khó khăn, bởi vì cái miếng bánh nó quá nhỏ. Và có những cái ông rất là lớn, ví dụ như là trong ngành viễn thông thì có những cái ông rất lớn, mình không thể nào mà cạnh tranh được với họ. Thì khi đó là mình bắt đầu đi tìm kiếm những cái công việc. Thì khi đó là mình biết được là để mà một trong những cái cách mà để kiếm được cái nguồn thu nhập tự động để có được cái tự do sau này, đó là kinh doanh hệ thống. Khi đó mình biết được cái điều đó. Mình biết được cái điều đó thì bắt đầu mình đi tìm kiếm rất nhiều. Mình đi tìm hiểu rất nhiều công ty. Nhưng mà vẫn chưa có một công ty nào mà nó khiến cho mình quyết định là phải dừng mọi thứ lại để đồng hành hoặc là phát triển cái công việc kinh doanh đó cả. Bởi vì mình hiểu một điều đó là tất cả mọi người để mà thành công ấy, thì họ cần phải sao nhỉ? Tức là họ phải có đủ nền tảng, họ phải có đủ cái năng lực. Không thể mình thấy một cái người mà khơi khơi mà họ thành công được. Nên là mình hiểu được là nếu mà để thành công trong cái đó, trong cái bất kỳ một lĩnh vực nào đó thì mình phải học rất là nhiều. Nên là khi mà đi tìm kiếm những cái nền tảng kinh doanh như vậy thì cái điều đầu tiên mình tìm hiểu đó là cái môi trường đó nó có giúp cho mình phát triển mạnh mẽ hay không. Bởi vì mình muốn một cái thành công lớn thì bắt buộc mình phải có cái sự phát triển bản thân nó rất là cao. Nó phải có một cái hệ thống giáo dục đủ tốt để cho mình tham gia vào đó và mình học hỏi. Thì đến cái mùa đó là cái năng lực của mình nó đủ lớn thì mình sẽ thành công, nó sẽ đến với mình. Và mình đi tìm kiếm như vậy thì mình chưa tìm được cái chỗ nào mà mình cảm thấy là nó ok. Nên là sau một thời gian tìm kiếm thì mình vẫn không tìm kiếm được. Khi đó đến thì đến cái cơ duyên thứ hai, đó là làm online. Thì khi đó mình thấy là rõ ràng là hồi đó người ta kinh doanh Facebook nó rầm rộ lắm.
nên là mình thấy cái miếng bánh ở trên cái thị trường online nó rất là rộng lớn, bởi Việt Nam mình hồi đó 90 triệu dân mà, và đa số người ta đều dùng online, đều dùng Facebook, thì mình thấy là cái việc mà kinh doanh trên Facebook là một cái điều nó sẽ trở thành xu hướng, nên mình quyết định là đi tìm hiểu và bắt đầu kinh doanh trên Facebook. Thì cái đó là từ mình nhập những cái, mình bán những cái thứ nhỏ nhỏ, bởi vì mình cũng không có chưa 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 biết gì về cái kinh doanh trên Facebook cả. Thì khi đó là mình đi bán cái đồng hồ ở trên Facebook. Bán cái đồng hồ trên Facebook thì hồi đó nó cũng có nhiều cái kỷ niệm liên quan đến cái việc bán đồng hồ những ngày đầu mà làm Facebook lắm. Nhưng mà hồi đó mình không biết chạy Facebook, mình không biết chạy quảng cáo, không biết làm gì hết. Mình cứ vào rồi Facebook đó rồi mình cứ làm tới đâu là nó có hướng dẫn đó, mình cứ làm đại làm đại làm đại. Nhưng mà một ngày mình chạy khoảng 200 ngàn thôi là thấy là đơn sấp mặt liền. Nhưng mà chỉ có điều là nó không có lợi nhuận. Hồi đó mình bán cho cái đối tượng đó là trẻ trâu, nên là bán thì rất dễ nhưng mà hoàn hàng rất cao, rất nhiều. Thì khi đó mình đi học, thì mình nghĩ là ok, mình làm không được thì mình phải đi học thôi, biết sao được. Thì khi đó mình đi học thì mình mới gặp DMS One B, mình mới gặp anh Linh. Thì trong một cái buổi gặp anh Linh, trong một cái buổi thuyết trình đó, thì mình không có nhiều cái ấn tượng về cái buổi thuyết trình đó cho lắm. Cho đến cái khúc cuối của cái đoạn đó thì anh Linh có nói về cái sự kết hợp của bốn mô hình kinh doanh. Thì cái đó mặc dù từ đầu buổi đến cuối buổi thì mình ngồi nghe nghe chơi chơi vậy thì chúng cũng không có ấn tượng gì, nhưng mà cái điều đó nó là gây ấn tượng mạnh mẽ đối với mình, và mình thấy đó nó chính là cái mà mình đang đi tìm kiếm. Nó kết hợp từ kinh doanh, từ cái nền tảng kinh doanh hệ thống, kết hợp cả cái mô hình kinh doanh truyền thống và online và nhượng quyền, nó kết hợp được những cái điều đó và mình đang đi tìm kiếm những cái đó. Thì cái việc mà mình gặp DMS 1B, gặp Nu Skin thì nó y như kiểu là một cái câu trả lời cho một cái đáp án cho cái việc mà mình đang đi tìm kiếm thôi. Nên là khi mà mình đang đi tìm kiếm và mình gặp được thì sao các bạn? Thì ngay lập tức mình phải nắm bắt ngay. Thì ngay cái buổi hôm đó là mình quyết định là mình sẽ tham gia cái team này, mình sẽ tham gia cái công việc này. Đó, vậy là mình xuống đóng tiền đi học. Mình làm ngay lập tức, không không cần phải suy nghĩ thêm, bởi vì nó là cái mình đang kiếm rồi. Nên là gặp đường phát là ngay lập tức đóng tiền đi học. Và đó là những cái ngày đầu tiên khi mà mình tham gia cùng với DMS1B, cùng với Nuski. Bởi vì cái điều mà nó là cái câu trả lời cho những cái gì mình đang đi tìm kiếm, nên là khi mà mình gặp được nó thì mình cũng quyết định là mình sẽ toàn thời gian với nó. Mặc dù lúc đó là cái công ty của mình là 3 năm rồi. 3 năm rồi và nó cũng bắt đầu có chỗ đứng ở trên thị trường rồi. Mình cũng đã có kinh nghiệm, có nhiều thứ ở trong nhiều cái bài học xương máu ở trong cái ngành đó rồi. Nhưng mà mình hiểu một điều đó, nó cái kết quả của cái công ty đó nó không phải là cái điều mình mong muốn. Và đây mới cái là cái mà mình mong muốn, nên là mình quyết định dừng và đồng hành cùng với DMS1B. Thì khi đó là cái việc mà bán hàng, cái kỷ niệm đầu, những cái ngày đầu tiên mà mình đi học rồi là tham gia cùng với DMS1B thì nó có cũng nhiều cái thú vị. Thì hôm nay ở đây anh em mình thì mình sẽ chia sẻ cùng với anh em luôn. Mình thì hồi đầu tiên đó là mình bán cái kem đánh răng, mình bán cái kem đánh răng hồi đó là cái kem đánh răng là bán là bao nhiêu, 500 ngàn, bán cái kem đánh răng. Thì đối với, có thể là đối với một số bạn thì vào rồi mình phải mất một thời gian đầu mình học rồi mình làm rồi mình mới bán được hàng, nhưng mà đối với Tuấn Anh thì cái hồi đó mình làm ra kết quả nó cũng khá nhanh. Chỉ sau cái buổi học, sau hồi đó mình học mấy buổi ta, mình học 4 buổi, mình học 4 buổi, thì sau buổi thứ tư, thứ hồi đó đi học là có cái chương trình là đi học xong rồi lấy hàng về bán thử luôn. Thì mình đi học xong cái sau 4 buổi đó, đây là đến ngày thứ năm là mình bán được hàng, và trong cái ngày đó là mình bán hết, hồi đó là mình nhớ là 12 tiết kem đánh răng là mình bán hết trong cái ngày thứ năm đó. Bởi vì mình làm thì cứ nói chung là trên lớp thì anh Linh rồi là mấy anh em hỗ trợ dạy sao thì mình học y chang vậy, mình về mình làm liền thì nó ra kết quả ngay lập tức. Và lúc đó mình biết đây là cái công việc mình lựa chọn rồi, nhưng mà mình vẫn không hiểu được là bán cho cái đối tượng cao cấp nó là như thế nào. Mặc dù mình bán được cái tiết kem, mình nghĩ là cái tiết kem 500 ngàn thì
nó không hợp lý lắm. Nhưng mà tại sao vẫn có người mua? Và chỉ trong cái ngày đầu tiên khi mà mình bắt đầu thực hành thì mình đã bán hết 12 tiết kem đó rồi. Và có một cái kỷ niệm đối với cái 12 tiết kem đó. Đó là hồi đó mình chạy quảng cáo thì nó cũng... mặc dù trước đó mình làm công ty kia mình đã chạy quảng cáo Google rồi. Nhưng mà chạy quảng cáo Google thì mình chạy cũng ít ít thôi. Một tháng có khoảng độ 10-15 triệu thôi. Thì khi mà chạy cái kem đánh răng đó thì mình chạy 200 ngàn rồi 500 ngàn rồi. Nói chung là... Rồi gặp một cái ông khách, nó rất là hay. Hồi đó mình bán như vậy mà tự nhiên có một cái ông khách họ tới, họ vào trong cái fanpage của mình đó. Họ đặt 5 tip. Họ đặt 5 tip kem đánh răng. Và đối với một người mới mới mà mình thấy không biết là thằng này không biết có lừa mình không ta. Tại sao tự nhiên 5 tip kem nó đặt làm gì mà đặt 5 tip kem. Mà 500 ngàn tip chứ đâu có phải là 50 ngàn một tip đâu. Và nó đặt 5 tip kem. Thì khi đó là mình đi bán hàng là mình lúc đó mình chạy đi giao luôn, tại vì nó ở thành phố, tại vì mình bán ở thành phố thôi. Mình chạy đi giao luôn rồi mình đi giao thấy người ta mua hàng, người ta nhận hàng rồi người ta thanh toán nó rất là nhẹ nhàng thì mình mới hiểu ở đây là bán hàng cho cái đối tượng cao cấp và bán quan trọng là bán cho đúng đối tượng khách hàng của mình thì mọi thứ nó dễ dàng thôi. Đó, rồi khi đó những cái buổi đầu thì nó có nhiều cái kỷ niệm nó rất là vui bởi vì khi đó mình mới bắt đầu mà nó nhiều bỡ ngỡ mà. Thì đó là cái việc bắt đầu của mình. Thì khi mà mình bắt đầu như vậy thì mình bán được hàng rất là nhanh. Và ở trong mình nhớ là anh Linh nói về cái mô hình 4 mô hình kinh doanh đó, là cái mô hình doanh nghiệp 3 đến 5 người đó. Thì mình là cái người đầu tiên ở trong team triển khai cái đó. Bởi vì mình đã có sẵn nhân viên ở bên cái công ty cũ rồi. Mình chỉ khi đó mình quyết định làm một phát một là thôi, không bây giờ không có học bán điện thoại nữa, không có học bán cáp mạng nữa các kiểu nữa. Bây giờ học bán lăn bán kem đi thôi. Đó nên là mình là người đầu tiên áp dụng cái đó. Nên nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm nên nó cũng có nhiều cái chật vật. Nhưng mà nó cũng mang lại nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị. Rồi khi mà mình làm nó thì cái kết quả nó đến với mình thì nó cũng tương đối là nhanh. Cái việc mà bán được hàng rồi là thuê nhân viên về bán ok. Mình bán cũng khá là tốt. Sau đó thì ở trong đây thì mình có chia sẻ cho anh em là tại vì mình làm cũng 2 năm rồi, 2 năm mấy rồi. Thì nó cũng có nhiều cái giai đoạn thăng trầm, có những lúc khó khăn, có những lúc thuận lợi. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Ở đây là cho dù là anh em mới hay là anh em cũ thì nó cũng đều trải qua những cái giai đoạn như vậy. Và mình muốn chia sẻ với anh em là cái câu chuyện của mình, cái con đường mà mình đã trải qua, nó đã gặp những cái như thế nào. Rồi có thể biết đâu đó thì là những cái câu chuyện hoặc là những cái vấn đề mình gặp phải đó, thì có thể biết đâu đó những anh em khác gặp phải. Ok ha, nên là mình sẽ chia sẻ với anh em luôn. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn mình bán được hàng. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ có mình bán được hàng thôi, còn mình không có team. Tức là mình biết là cái ngành này thì là cần phải đi học nhiều. Cần phải đi học rất là nhiều. Thì khi đó là mình bán được mà mình không có team, mình đi đâu, mỗi lần đi học, mà đi sang nhà cô Nga hay là đi tham gia cái sự kiện, tham gia cái chương trình thì chỉ đi con mình thôi. Bởi vì chưa có team mà. Mặc dù là bán ok nhưng mà lại không như những anh em khác. Những anh em khác thì họ team rất là đông nhưng mà mình chỉ có một mình thôi. Mặc dù là có kết quả nhưng mà chỉ có một mình. Thì cái giai đoạn đó nó gọi là cái giai đoạn là mới cái khởi đầu đó. Thì khi đó là mình thấy là ủa tại sao mà mình làm cũng ok, cũng có kết quả, mà tại sao lại không có team? Đây đâu phải là cái mình mong muốn đâu. Mình mong muốn là cần phải xây dựng một cái hệ thống đủ lớn để mang về cái nguồn thu nhập tự động. Thì bắt đầu mình mới ngồi mình nghĩ lại, ủa là tại sao nó lại như vậy? Bây giờ mình phải làm gì?
giải pháp ở đây là gì? Thì khi đó là mình thấy được là để mà vượt qua cái giai đoạn này thì mình thấy được là do cái niềm tin của mình nó chưa có đủ mãnh liệt, chưa có đủ mà mạnh mẽ đó. Để mà mình đi chia sẻ cho những người khác, mình thu hút thêm những người khác. Thì khi đó là mình phát hiện ra được đó là cái vấn đề. Thì mình khắc phục nó thôi. Mình phát hiện ra được vấn đề thì mình biết được cái lỗ hổng nó chỗ nào thì mình sẽ vá nó thôi. Thì khi đó là mình bắt đầu tham gia đi học nhiều hơn và bắt đầu mình tìm hiểu kỹ hơn về công ty, về nền tảng, về cơ hội kinh doanh. Thì khi đó nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn thứ hai. Một cái giai đoạn thứ hai. Đó là cái giai đoạn nó bùng nổ mạnh mẽ hơn. Thì ở trong team thì cũng có nhiều anh em mà đồng hành cùng với mình cũng một thời gian đó thì cũng biết. Thì đến một cái giai đoạn thứ hai đó là khi mà mình làm tốt rồi mà là mọi người trong team đều làm tốt thì nó bùng nổ cái team của mình. Cái team của mình nó có một cái số lượng người vào rất là lớn, bởi vì thì cái team của mình ở trên này là mình ở Gò Vấp thì mình bán những cái sản phẩm tiêu dùng là chính thôi. Thì bán nó khá dễ dàng và người vào rất nhiều. Ví dụ như là cứ một bạn vào xong bán tốt rồi lại dẫn thêm mấy bạn nữa, dẫn thêm mấy bạn nữa. Thì nó ra một cái số lượng nó rất là bùng nổ. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai. Thì đến cái giai đoạn thứ hai thì mình thấy là ok, bán được hàng. Rồi bán được hàng rồi là cũng có team, cũng có đội nhóm, cũng có hệ thống. Nhưng mà mình thấy là nó vẫn đang còn nhiều cái điểm thiếu sót. Thì khi đó mình phát hiện ra là khi mà mình làm việc với rất là nhiều người như vậy thì nó rất là mệt mỏi, nó rất là, tức là mình phải làm việc với quá rất nhiều người á. Thì khi mình thấy đó là trong team nó đang thiếu leader. Tức là mình có rất là, mình trong team của mình rất là nhiều người nhưng mà không có nhiều leader. Đó nên là mình làm việc cái hệ thống của mình nó không có mạnh được. Nó không có thực sự bùng nổ được. Mặc dù là trên lý thuyết thì rất nhiều người. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Thì khi mà ở trong cái giai đoạn thứ hai mà nó bùng nổ như vậy thì mình nhận thấy nó cần phải có, đó là cần phải có hệ thống. Mình cần phải tức là để mà phát triển được lãnh đạo, leader trong team ấy, thì mình cần phải đi học nhiều hơn, thì bắt đầu rồi mình đi sự kiện nhiều hơn. Thì khi đó là mình mới từ từ mình mới tìm ra được leader. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai. Và ở trong khi mà làm đây này thì mình biết là hồi nãy giờ mình chia sẻ với anh em là từng giai đoạn một đúng không? Còn giai đoạn thứ ba nữa. Lát nữa mình sẽ chia sẻ tới cái giai đoạn thứ ba. Nhưng mà anh em thấy là mình chia sẻ từng giai đoạn như vậy và luôn luôn nó có những cái vấn đề, luôn luôn nó có những cái khó khăn. Kể cả cái thời gian khi mà mình bắt đầu cũng vậy. Nó cũng rất nhiều là khó khăn. Nhưng mà anh em có để ý thấy là mình chỉ chia sẻ là tìm cách giải quyết vấn đề. Chứ chưa bao giờ mình suy nghĩ là sẽ bỏ cuộc. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì là mình biết rất rõ được là cái điều mình mong muốn là gì. Cái con đường mình đang đi nó có dẫn mình tới cái nơi mình muốn đến hay không. Và mình khi mà mình xác định rất rõ được cái điều đó rồi ấy, thì cho dù là nó có bao nhiêu là cái khó khăn, bao nhiêu là cái thách thức thì đó nó không phải là vấn đề. Tại vì mình nhớ là cái ngày đầu tiên, những cái ngày tháng đầu tiên khi mà ở đây anh em làm nhiều thì bắt đầu gặp những cái khó khăn đúng không? Ví dụ như là Facebook nó bão bùng, không có số, hay là sale không ok, hay là nhiều cái vấn đề khác. Thì hồi mới vào mình cũng vậy. Mình gặp một cái đó là hồi khoảng tháng 10 2016. Là mình mới bắt đầu làm được khoảng một tháng. Là cái hồi đó là Facebook nó không biết nó bị sao, nó bị quét khoảng 2 tháng trời luôn. Khoảng nguyên 2 tháng trời là hầu như là không có tài khoản để chạy luôn. Không, tức là anh em cả, không những là Tuấn Anh mà nguyên trong team là đều không thể có được tài khoản để chạy, mặc dù đi mua tài khoản cũng không có. Nó kéo dài tới 2 tháng như vậy. Và trong cái thời gian đó thì có rất nhiều người là bỏ cuộc, rất là nhiều người là rời đi. Nhưng mà Tuấn Anh thì vẫn là người ở lại. Bởi vì đơn giản đó là mình biết một điều, đó là cái điều mình mong muốn là gì.
và cái con đường này có mang lại cái điều nó cái con đường này nó sẽ mang lại cái điều mình mong muốn, nên là mình vẫn tiếp tục đi thôi. Bởi vì đơn giản là ở cho dù là mình có làm công việc này hay là một cái công việc khác hay là ở bất kỳ ở nơi đâu thì chắc chắn nó cũng sẽ có những khó khăn thôi. Yes. Đúng không? Exactly. Nên là quan trọng là mình biết được cái điều mình mong muốn thì những cái khó khăn đó nó không phải là vấn đề lớn. Và có nhiều cái khó khăn như vậy, nhưng mà để cái điều mà giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn đó thì như hồi nãy mình chia sẻ với anh em, đó là cái điều đầu tiên là mình phải biết cái mình mong muốn. Cái thứ hai nữa là mình cần phải có một cái tư duy, đó là luôn luôn có cách, luôn luôn có nhiều hơn một cách. Thì nếu mà gặp khó khăn thì mình giải quyết không được thì mình sẽ tìm cách khác. Mình tiếp tục tìm cách khác, tìm cách khác, tìm cách khác. Kể cả cái việc mà khi mà cả team sale không được thì mình cũng tiếp tục tìm cách khác, tìm cách khác. Hoặc là nếu Facebook chạy không được mình cũng tiếp tục tìm cách khác, tìm cách khác. Bởi vì mình biết chắc chắn một điều, đó là luôn luôn nó sẽ có nhiều hơn một cách để làm. Đó là cái điều mà nó giúp cho mình vượt qua được những khó khăn ban đầu. Ok. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà mình có team rồi. Mình cũng có team, cũng có đội nhóm, cũng có hệ thống. Và mọi thứ nó cũng chạy rồi. Nhưng mà mình thấy được một điều, đó là mình không có leader thì mình không có thể tự do được. Yes. Team càng đông thì mình càng mệt mỏi. Nó không có, tức là nó không có bùng nổ được, mà nó cũng nó rất là mệt mỏi. Thì khi đó mình mới phát hiện ra được là cái công việc này để mà có được cái tự do thì cái mấu chốt của nó, đó là nó phải tạo ra được một cái hệ thống nó có khả năng sao chép, nó có khả năng nhân bản, thì mình mới tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động lớn. Và mình mới tạo ra được sự tự do. Bởi vì cái đích đến trong cái công việc này của Tuấn Anh đó là cái sự tự do. Tự do về tiền bạc, tự do về thời gian. Đó là cái điều mình mong muốn. Thì đó là hiện tại mình đang ở trong cái giai đoạn thứ 3. Tức là mình đang tạo ra những cái thứ để nó có thể giúp cho mình. Mình đang tìm những cái giải pháp để giúp cho mình có thể sao chép được, có thể nhân bản được. Thì khi đó mình mới phát triển mạnh mẽ được. Mình mới có được những cái điều mình mong muốn. Bởi vì khi mà bắt đầu với cái công việc này này, thì mình biết là mình sẽ sẵn sàng bỏ ra một cái khoảng thời gian ban đầu là 3 năm, 5 năm để mình cày, mình làm, mình học hỏi. Tức là ba cái thời gian khoảng 3 năm đầu, tức là mình có một cái mục đích, đó là làm để học. Bởi vì như hồi nãy, hồi đầu cái live stream mình có chia sẻ với anh em đó. Tức là không phải một người khơi khơi mà họ sẽ thành công được. Mà họ phải tích góp đủ cho mình đủ những cái tư duy, đủ những cái kỹ năng, đủ cái gọi là cái nội lực ấy. Thì họ mới có đủ thành công được. Thì nên là trong cái giai đoạn đầu mình xác định đó là mình làm để mình học, để mình gia tăng cái nội lực của mình lên. Yes. Rồi tiếp theo là gì Linh, còn câu hỏi nào không? Còn mấy câu hỏi anh gửi em ấy, em nhận được không? Để em coi lại. Đây. Mình chia sẻ với anh em một chút xíu, đó là cái nhận định của mình về cái công việc này ha. Tức là cái dưới cái góc nhìn của mình về cái công việc này. Làm thế nào để em có được thành công, để có được đội nhóm như bây giờ á? Làm thế nào để mình có được cái đội nhóm như bây giờ? Thì hồi nãy giờ mình cũng trả lời đó, nó cũng chia sẻ với anh em đó, nó trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy. Và cái việc mà mình biết rõ được cái điều mình mong muốn thì mình cứ liên tục tiến lên, liên tục tiến lên, thì sẽ có những người mà đồng hành của mình, có những người đi theo mình. Bởi vì khi mà mình làm online đây này, mình làm online đây thì thực tế là cái online này nó có rất nhiều cái cơ hội, nó có, nên là rất là nhiều cái mình gọi là sao ta, có thể gọi là rất nhiều cái cám dỗ ấy. Tức là khi mà mình đi, mình tham gia các cái sự kiện online, rồi là gặp gỡ nhiều người, thì mình thấy là có rất nhiều là cơ hội, rất là nhiều người muốn mời hợp tác, rồi là rủ làm cái này, rủ làm cái kia, rủ kinh doanh cái này, kinh doanh cái nọ. Nhất là khi mà mình gặp khó khăn cũng vậy,
có rất là nhiều người khi đó tới gặp mình bàn về những cái việc là kinh doanh cái này, kinh doanh cái khác. Nhưng mà chỉ có một điều đó là mình chia sẻ với anh em rồi, đó là mình biết rất rõ là cái điều mình mong muốn là gì. Và cái con đường này mình biết rõ luôn là cái con đường này nó sẽ mang mình đến cái điều mình mong muốn. Nên là trong cái tâm niệm của mình là không bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc hoặc là mình sẽ đi làm một cái khác. Tức là trong cái tư tưởng của mình là ai thích làm gì thì làm, còn Tuấn Anh thì làm Loose Skin. Thì qua những cái khi mà mình có được cái sự kiên định như vậy thì mình cứ liên tục tiến lên, và cái mỗi lần mà vấp ngã như vậy thì nó sẽ cho mình những cái bài học. Mỗi lần mà gặp khó khăn như vậy thì nó sẽ giúp cho mình lớn lên hơn nữa. Và ngày càng thì khi mà mình càng phát triển lên thì đội nhóm sẽ có nhiều người họ sẽ muốn làm cùng với mình, có nhiều người họ muốn tham gia cùng với mình. Ok, hồi nãy mình đang nói đến cái điều mình muốn chia sẻ với anh em về cái góc nhìn của mình về cái công việc kinh doanh này. Ok ha? Thì đầu tiên cái mà nó thu hút nhất đối với Tuấn Anh khi mà đến với Nuskin, đến với DMF1B, cái mà nó thu hút mình nhất có thể là đối với một vài anh em thì nó có thể là sản phẩm tốt, có thể là nó đang đi đúng xu hướng, có thể này kia khác nọ. Nhưng mà cái mà ấn tượng nhất đối với Tuấn Anh đó là nó có thể tạo ra được cái nguồn thu nhập thụ động. Nó mang lại cái tự do tài chính. Nên ngay từ đầu mình đã bị thu hút bởi cái điều đó rồi. Bởi vì khi mà mình hiểu được là một cái kinh doanh hệ thống là một trong những cái cách mà nó gọi là nhanh nhất và hiệu quả nhất, nó giúp cho mình có được cái điều đó. Còn ví dụ như là có nhiều cách khác, ví dụ như là đầu tư bất động sản hay là gì đó cũng mang lại cái nguồn thu nhập thụ động, nguồn thu nhập chất lượng cao. Nhưng mà cái điều đó nó đương nhiên là nó không thể nào nhanh bằng Nuskin được. Bởi vì ví dụ như là anh em tính đơn giản, để mà mình có một cái nguồn thu nhập thụ động khoảng 30 triệu từ cái việc mà kinh doanh bất động sản cho thuê nhà đi, ví dụ như vậy, thì mình cần phải đầu tư một cái số tiền ví dụ như là 30 triệu. 30 triệu thì mình cần phải đầu tư khoảng độ 10 tỷ để sở hữu một cái bất động sản cao cấp và khi đó cho thuê 30 triệu một tháng. Thì cái việc đó là cái việc không thể. Nên là đối với Tuấn Anh mình chỉ có phù hợp với Nuskin thôi, chỉ có phù hợp làm hệ thống thôi thì nó mới mang lại cái điều đó. Và ở khi mà làm cái công việc này một thời gian ấy, thì mình thấy thì cái chính xác cái công việc này nó gọi là cái thu nhập đòn bẩy. Nó thu nhập đòn bẩy nghĩa là sao? Tức là đầu tiên mình cần phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra mình xây dựng một cái hệ thống, xây dựng một cái hệ thống. Thì đó là mình xây dựng một cái đòn bẩy. Và cái hệ thống của mình càng lớn thì tức là cái đòn bẩy nó càng dài. Tức là ở đây cuộc chơi của Nuskin đó là cái doanh số nó là 4.000 đi, nó là 120 triệu đi, đúng không? Thì cho dù là mình mới vào thì mình cũng là 120 triệu, mà Team Elite Platinum 4 Star thì nó cũng là bằng đó thôi. Tức là công sức của mình nó luôn luôn bỏ ra bằng đó thôi. Nhưng mà cái đòn bẩy là sao? Tức là nếu mà cái hệ thống của mình nó lớn, tức là cái đòn bẩy của mình dài, thì mình cũng chỉ bỏ một cái doanh số đó là 120 triệu xuống thì nó sẽ bẩy được một cái doanh thu rất là lớn, một cái thu nhập rất là lớn đưa về. Đó là đòn bẩy. Bởi vì ví dụ như là cô Dung hay chú Đinh thì bây giờ cũng vẫn làm doanh số 4.000 mà, đúng không? Tức là họ vẫn bỏ ra một cái công sức như vậy, nhưng mà cái đòn bẩy của họ nó rất dài, bởi vì cái hệ thống nó rất lớn nên cái nguồn tiền họ nó đưa về rất nhiều. Đó là đòn bẩy. Đó là mình nhìn thấy được như vậy. Vậy thì cái như hồi nãy mình chia sẻ đó, cái công việc này nó mấu chốt của nó là cái sự sao chép. Mấu chốt của nó là cái sự sao chép. Nên là khi mà mình đưa vào cái đòn bẩy đó là cái gì? Ví dụ như là mình đưa vào cái đòn bẩy đó là cái doanh số nó là 4.000, là 120 triệu hay là lớn hơn nữa, thì bắt đầu là cái hệ thống nó sẽ bắt đầu sao chép như vậy. Thì nó sẽ đưa ra nơi như kiểu là nếu mà mình có một cái đòn bẩy như vậy, đây là cái đòn bẩy của mình, và nếu mình bỏ vào đây là 1 ký thì nó sẽ bẩy được như vậy, và nếu mà mình bỏ vào đây là 5 ký thì nó sẽ bẩy khác. Tức là
nếu mà mình nhận ra được là mấu chốt nó vẫn nằm ở bản thân mình. Khi mà mình làm một cái doanh số nó lớn, tức là mình bỏ vào cái đòn bẩy nó cái trọng lượng nó nhiều, cộng với cái hệ thống của mình, tức là cái chiều dài của cái đòn bẩy đó nó dài nữa, thì mình sẽ có được cái nguồn tiền rất lớn. Đó là cái mà mình nhìn về cái công việc kinh doanh này. Và khi mà đồng hành cùng với DMS1B thì mình thấy được là ở trong cái DMS1B đây là một cái môi trường nó thực sự là tốt để cho mình tham gia vào đó và mình học hỏi, mình phát triển cái bản thân mình lên. Bởi vì cái thành công của mình nó chỉ đến khi mà cái bản thân của mình phát triển đủ lớn thôi, tức là cái giá trị mình tạo ra nó đủ lớn thì mình mới mang lại được cái thành công. Nên là ngay từ đầu khi mà mình có những cái khái niệm về kinh doanh hệ thống, mình biết về kinh doanh hệ thống, biết về thu nhập đòn bẩy, thu nhập thụ động, thì mình đã tập trung đi tìm cái công việc, cái nền tảng kinh doanh nào mà nó có cái nền giáo dục đủ tốt, một cái môi trường nó đủ tốt để cho mình tham gia vào đó và mình có thể phát triển được cái năng lực của mình lên. Thì đến khi mà gặp DMS1B thì mình thực sự bị thuyết phục bởi cái môi trường mà những anh em đã tạo ra, là những anh em đi trước, những cái leader đã tạo ra cái môi trường này. Nên là khi mà mình thấy được cái môi trường ở đây nó giúp cho mình học hỏi hàng ngày, cái năng lực của mình nó phát triển hàng ngày, thì mình càng ngày mình càng tự tin hơn về cái môi trường này, và mình bắt đầu là mình thấy là mình cần phải giúp cho nhiều người hơn nữa tham gia vào cái môi trường này để họ học hỏi và phát triển. Và cụ thể là ví dụ như là có rất nhiều em của mình, ví dụ như là em ruột rồi là em họ rồi này kia khác nọ, và mình thấy là nếu mà để cho họ tiếp tục ở những cái môi trường khác thì họ cũng phát triển nhưng mà nó rất là chậm. Thay vì như vậy thì mình đưa họ vào trong cái DMS1B, một cái môi trường giáo dục về con người, giáo dục về tư duy, nó đủ mạnh để giúp cho họ phát triển. Và cái một trong những cái điều mà mình cảm thấy mà thành công đối với mình, đó là mình thấy được cái sự trưởng thành của những cái người xung quanh mình ấy, những cái anh em mà họ tham gia cùng với mình đó. Tức là mình thấy được cái sự trưởng thành của họ hàng ngày, cái sự phát triển của họ hàng ngày họ phát triển lên. Thì đó là một trong những cái thành công mà hiện tại bây giờ mình đang rất là cảm thấy là tự hào về cái điều đó. Tức là những cái người em rồi của mình đó, cái nền tảng của họ không có, nhiều người cái nền tảng không đủ tốt, không có cao, nhưng mà khi mà tham gia vào trong với DMS1B thì người ta được tham gia, được học hỏi nhiều, được tham gia các cái khóa học leadership rồi mật mã tài năng, rồi nói chung là nhiều cái khóa học của DMS1B, thì mình thấy được là họ phát triển lên rất là họ phát triển lên hàng ngày. Thì cái điều đó là một trong những cái thành công bước đầu của mình. Ok. Yes. Và bởi vì khi mà tham gia vào trong DMS1B này, mình thấy có rất là nhiều những cái leader, những cái anh em mà họ rất là trẻ. Ví dụ như là 93, 95, 97. Rồi ví dụ như là Nhật Linh ấy, mới có 17 tuổi. Mà nếu mà ai mà gặp, ở đây có nhiều anh em chắc là cũng gặp Nhật Linh rồi đúng không? Nếu mà ai mà gặp Nhật Linh ở ngoài và thấy được cái kết quả mà Nhật Linh tạo ra thì không thể tin được đây là một cậu bé 17 tuổi. Yes. Đúng không? Thì đó nó không phải là ngẫu nhiên mà Nhật Linh có được cái kết quả như vậy. Đương nhiên là cái nỗ lực của bản thân của Nhật Linh nó rất là lớn, rất là cao. Nhưng mà nó cũng cần phải có những cái người thầy, những cái nền tảng, những cái môi trường để giúp cho Nhật Linh phát triển mạnh mẽ hơn. Thì nó mới tạo được kết quả đột phá như vậy. Đúng không? Được không? Không phải là tự nhiên khơi khơi mà nó đến được. Mặc dù là Nhật Linh nỗ lực rất nhiều nhưng mà có thêm cái môi trường đủ tốt nữa thì nó sẽ rất là mạnh. Yes. Thì đó là một trong những vài cái câu chuyện mà mình thấy được là cái môi trường của DMS1B nó sẽ giúp cho rất là nhiều cái anh em, những cái bạn trẻ có thể phát triển được cái năng lực của mình lên. Yeah. Bởi vì ở ngoài kia cũng có nhiều cái lớp học hay là nhiều cái môi trường, mình cũng tham gia nhiều cái câu lạc bộ nhưng mà mình chưa thấy cái chỗ nào mà nó mạnh mẽ như vậy. Và ở đây nó thể hiện qua kết quả. Mình nói về kết quả chứ mình không còn nói là tôi biết cái này, tôi học cái này, tôi biết cái kia, thì nó không có ý nghĩa gì cả. Yeah. Đúng không? Chỉ có nói về kết quả thôi.
thì kết quả là cái đội ngũ leader của DMF1B có rất nhiều những cái bạn trẻ mà họ tiến bộ một cách vượt bậc. Ví dụ như là những anh em leader ở trong DMF1B đi, mặc dù họ có thể là 97, 98 nhưng mà ra ngoài là họ có thể coach cho doanh nghiệp được rồi. Họ có thể tư vấn cho doanh nghiệp được rồi. Đúng không? Thì cái điều đó mình thấy được là phía sau đó là cái gì? Tại sao họ lại làm được như vậy? Mình phải quan tâm là cái phía sau, tại sao mà những cái bạn trẻ rất là trẻ như vậy mà họ có thể làm được cái điều đó. Thì mình phải quan tâm cái phía sau nó gì? Nó là cái gì? Nó đã giúp cho họ có được cái điều đó. Thì đó chính là cái môi trường của DMS1B. Yes. Và mình thực sự là cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà mình đã được tiếp xúc và tham gia học hỏi cùng với cái môi trường đó. Yeah. Đó là cái về cái new skin và cái DMS1B. Ok. Em có thể chia sẻ cho mọi người về những cái thách thức mà của những bạn mới vào họ sẽ gặp phải đó là gì, và em có cái chia sẻ gì để cho họ có thể vượt được qua những cái giai đoạn đầu tiên, bởi vì đó là giai đoạn mà người ta sẽ gặp rất nhiều thách thức ấy. Dạ. Yeah. Yeah. Cái này thì mình cũng đã làm việc với rất là nhiều anh em từ những cái người mà có nền tảng cho tới những người chưa có nền tảng. Thì họ chung quy lại thì nó cũng đều gặp một vài cái thách thức. Và ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh em, mình sẽ chia sẻ với anh em để anh em có thể lường trước được, hoặc là cũng có thể rút cho mình những cái bài học. Đối với một cái người mà mới tham gia cùng với mình thì cái điều đầu tiên mình cần phải xác định rất rõ cái tư tưởng cho họ, cái tư duy cho họ. Mình phải định hình rất là rõ ràng. Ví dụ như là đầu tiên khi mà mình bắt đầu một cái công việc kinh doanh, đúng không? Thì bao giờ nó cũng sẽ gặp những cái thách thức, bao giờ nó cũng sẽ gặp khó khăn. Ngày xưa mình đi học ấy thì mình mất 3 năm, 4 năm, 5 năm để mình học một cái nghề, để mình kiếm được cái một cái công việc có thể tạo cho mình cái thu nhập đó là 5 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu. Mình mất 4 đến 5 năm để làm cái việc đó, để mình học được một cái nghề như vậy, đúng không? Và bây giờ khi mà mình kinh doanh cùng với DMS1B thì mình cũng đang là học một cái nghề để đi ra làm, đi kinh doanh. Và cái nghề này thì nó không phải là giúp cho chúng ta kiếm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, mà nó giúp cho mình kiếm rất là nhiều tiền ở phía sau đó. Nhưng mà nó không mất tới 4 tháng, nó không mất tới 4 năm, nó không mất đến 3 năm, không mất 4 năm, 5 năm. Mà nó chỉ mất đó là 1 hoặc 2 hoặc 3 tháng để mình học và mình thực hành những cái điều đó thôi. Thì như vậy là mình mất 4 năm để mình có được cái công việc, mình có được cái nghề. Và bây giờ mình chỉ mất có 4 tháng thôi, 3 tháng thôi, 2 tháng thôi để mình có được một cái nghề. Thì đương nhiên là mình cần phải trả cái giá nó mạnh mẽ hơn. Ngày xưa mình đi học thì mình chỉ có học ngày 4 tiếng, 4, 5 tiết thôi. Và bây giờ gần khi mà mình đi làm như vậy, để mà mình xác định đó là một cái nghề, một cái nghiệp để mình theo, thì bắt buộc là mình cần phải làm nhiều hơn, mình phải cần phải cày nhiều hơn. Và mình biết là mình có thể so sánh đơn giản như vậy này. Trong cái 4 năm đó thì nó cũng là một cái khoảng thời gian dài và nó cũng có những cái thách thức, những cái khó khăn. Nhưng mà mình chỉ có điều là mình trải dài nó ra thôi, y như một cái sợi dây thun mình kéo dài nó ra thôi, để mình vượt qua những cái điều đó thôi. Và bây giờ mình chùn cái sợi dây thun lại, nó chỉ còn có 3 tháng, 4 tháng thôi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thôi. Thì đương nhiên là cái khó khăn nó sẽ dày đặc hơn. Nhưng mà mình đã xác định như vậy thì mình cần phải đánh đổi, mình cần phải nỗ lực để mình vượt qua, để mình kiếm được cái điều mình mong muốn. Đó là cái đầu tiên. Cái đầu tiên đó là cái mình có thể gọi nó là cái quy luật trả giá. Mình có thể là cái quy luật trả giá. Đó là sao? Tức là mình muốn một cái điều gì đó thì mình cần phải trả một cái giá tương ứng. Bạn muốn học 3 tháng thì bạn cần phải nỗ lực theo như người 3 tháng. Bạn muốn học 1 tuần thì bạn muốn phải nỗ lực theo cái giá của 1 tuần. Bạn muốn học 1 năm thì bạn phải trả theo cái giá tương ứng. Tức là, hoặc là bạn muốn kiếm 30 triệu thì bạn phải trả một cái giá tương ứng với 30 triệu. Bỏ cái công sức nó xứng đáng với như vậy. Bạn muốn kiếm 100 thì bạn cần phải trả một cái giá tương ứng. Và ở đây khi mà
tất cả những cái điều đó thì mình nói với họ là mình đang xây dựng một cái điều mình mong muốn, đó là cái tự do về sau này, tức là một cái kết quả rất lớn, đúng không? Thì tương ứng với đó mình phải trả một cái giá đủ lớn, mình cũng phải trả một cái giá tương ứng. Bây giờ mình nói đi, mình đi làm 3-4 năm để xong, để cái khoảng thời gian tiếp sau đó, những cái phần đời về sau đó mình không cần phải, mình có được cái sự tự do, mình không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa, khi đó mình tự do rồi. Tức là cái kết quả mình đang phấn đấu đến đó là một cái kết quả to lớn, thì mình cần phải trả một cái giá đủ lớn. Nên là cái việc mà thách thức, những cái khó khăn đó là mình đã chấp nhận mình muốn có cái kết quả này thì bắt buộc mình trả giá đó thôi. Những cái ngày đầu tiên có thể là ngày mình viết 30 bài quảng cáo gì đó, nó rất là chán, nó rất là nản. Nhưng mà nếu mà mình muốn cái kết quả to lớn đấy thì bắt buộc mình phải vượt qua cái điều đó thôi. Còn nếu mà bạn mà đã không sẵn sàng để trả cái giá để có cái kết quả to lớn đó thì thôi, tốt nhất là bạn quay lại và bạn đi làm công ở đâu đó kiếm 10 triệu, 15 triệu gì đó. Đó là cái việc đầu tiên là mình phải xác định cho họ rất rõ, đó là cần phải trả một cái giá tương ứng để có được kết quả tương ứng. Ngày xưa mình đi học 4 năm mà, bây giờ mình đi học có mấy tháng thôi thì đương nhiên cái khó khăn nó phải dày đặc hơn, nó phải nhiều hơn chứ, đúng không? Ngày xưa mình đi học để mình kiếm 10 triệu, 15 triệu mà, còn bây giờ mình đi học để mình kiếm tiền tỷ mà, đúng không? Thì khó khăn nó cũng phải lớn hơn, cái thách thức nó cũng phải lớn hơn. Nếu mà bạn sẵn sàng thì mình tiếp tục, còn không sẵn sàng thì quay về cái chỗ mà 10, 15 triệu đó làm tiếp. Đó là mình xác định rất rõ cho những cái người mà tham gia cùng với mình. Thì khi mà họ xác định, họ rõ ràng được cái điều đó rồi thì họ sẵn sàng vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn. Thì cái từ khóa ở đây đó là cái quy luật trả giá. Và cái tiếp theo nữa đó là mình làm rõ được cái điều họ mong muốn. Nếu mà mình làm rõ được cái điều họ mong muốn là gì thì khi mà mình chỉ cho họ thấy được là cái con đường này nó sẽ dẫn họ tới thực sự dẫn họ tới cái điều họ mong muốn thì họ cũng sẽ sẵn sàng vượt qua những cái khó khăn cùng với mình thôi. Yes. Còn công việc nào nó cũng sẽ có những khó khăn, công việc nào nó cũng có những cái thách thức. Yes. Và thậm chí là làm cái công việc New Skin hoặc là với DMF1B này nó có rất nhiều luôn chứ không phải là không có. Yes. Thì mình xác định rõ ràng cho họ hai cái tư tưởng mà đó, cái thứ nhất là quy luật trả giá, cái thứ hai là phải làm rõ được cái mong muốn, cái mục tiêu. Thì khi mà rõ ràng được những cái điều đó thì khó khăn thì cũng sẽ vượt qua được. Yes. Ok. Có bạn Thanh Tùng hỏi là: chào anh Linh và anh Tuấn Anh, anh cho em hỏi khi anh phát triển và nhân rộng đội nhóm, những khó khăn anh gặp phải và giải pháp gì giúp đội nhóm anh phát triển vững mạnh? Cảm ơn Thanh Tùng. Thì cái này mình sẽ chia sẻ với cái khó khăn. Bạn gì, bạn Thanh Tùng hả? Dạ. Bạn Thanh Tùng. À. Rồi, chào, cảm ơn Thanh Tùng. Thì mình sẽ chia sẻ với Thanh Tùng và anh em một vài cái mà mình đã cái khó khăn, những cái thách thức mà mình đã gặp phải và mình đã tìm những cái giải pháp để vượt qua như thế nào. Ok ha. Thì cái việc mà cái khó khăn đầu tiên khi mình gặp phải mà làm việc với rất nhiều người đó thì đó chính là cái khó khăn mà làm việc với con người. Nếu mà làm việc với một cái máy tính, một cái gì đó hoặc một cái phần mềm gì đó thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà đây làm việc với con người, mỗi người là một cái khác nhau. Mỗi người một cái cá tính khác nhau. Ví dụ như là team bạn có 100 người thì đó là 100 cái cá tính khác nhau. Thì cái thách thức của mình đó là cái thách thức đó là làm sao để làm việc được với con người. Cái thách thức của mình đó là làm sao để làm việc được với con người. Thì cái mà mình vượt qua ở đây, cái giải pháp của mình đưa ra ở đây đó là mình không thể kiểm soát được người khác. Mình chỉ có nỗ lực cái bản thân mình thôi, mình phát triển cái bản thân mình lên. Mình học hỏi nhiều hơn để mình biết cách làm việc với con người. Bởi vì khi mà làm việc với rất nhiều con người như vậy thì mình thấy cái game này nó rất là hay. Yeah.
Bởi vì cái game này rất là hay, bởi vì nay gặp ông này thì ông này tính cách khác, mai gặp ông kia thì bắt đầu là ông kia lại tính cách khác, rồi mai gặp ông nữa thì ông nữa lại tính cách khác, thì nó giúp cho mình có rất nhiều cái trải nghiệm, có rất nhiều cái bài học, thì mình cảm thấy ô đây là một cái điều rất thú vị, nó Chuẩn giúp cho xác. mình học 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 hàng ngày. Đó, Và mình đầu nhận tiên nhận là ra một điều rằng là ai cũng giỏi hết. đúng rồi, ai cũng giỏi, ai cũng có cá tính khác nhau hết, và cái việc của mình đó là làm sao để có thể làm việc được với họ. Thì để làm việc được với họ thì bắt buộc là mình phải phải học nhiều, mình phải phát triển cái bản thân mình nhiều lên để mình ấy thôi. Còn như là khi mà mình hiểu một điều đó là mặc dù đây là cái công việc hệ thống, nhưng mà cái quan trọng, cái mấu chốt ở đây là gì? Cái mấu chốt ở đây đó là làm việc với giữa con người và con người. Cái quan hệ ở đây là giữa con người và con người. Đó, nên là mỗi người một khác thì phải học nhiều thôi. Rồi. Ok. Có bạn Nguyễn Việt Hùng hỏi này, theo anh cái khó nhất trong xây dựng đội nhóm là gì ạ? Và anh giải quyết nó như thế nào? Nguyễn Việt Hùng, cái khó khăn nhất ở trong cái việc mà xây dựng đội nhóm ấy, thì thực ra nó có nhiều cái khó khăn, nhưng mà bạn bạn này tên gì nhỉ, quên mất. Việt Hùng. Nguyễn Việt Hùng. Nguyễn Việt Hùng. Nguyễn Việt Hùng, anh Hùng này, mình chia sẻ với anh chút xíu về cái câu hỏi của anh hả. Thì cái khó khăn nhất trong cái việc mà phát triển đội nhóm á, thì theo anh thì đây là cái công việc nó như cái gì nhỉ? Cái sorry. Các anh cả khó nhất trong xây dựng đội nhóm là gì ạ? Và anh giải quyết nó như thế nào? Khó khăn nhất trong xây dựng đội nhóm thì ở đây đó là mình phải xem lại cái định nghĩa của cái công việc này. Cái công việc này đó là mình xây dựng một hệ thống một hệ thống các cái leader. Tức là mình cần phải tạo ra được những cái leader, tạo ra được những cái lãnh đạo. Vậy thì tức là mình phải có những cái lãnh đạo trong hệ thống của mình đó, tức là mình phải lãnh đạo được họ đúng không? Nhưng mà vậy thì theo anh Hùng là mình sẽ lãnh đạo bằng cách nào? Theo anh em thì mình sẽ lãnh đạo bằng cách nào? Có cách nào tốt nhất để lãnh đạo, để leader, để lead? Anh em có thể comment xuống dưới được không? Cái yếu tố nào giúp cho mình lead được cái team, lead được cái hệ thống? Cái yếu tố nào mà giúp cho một cái người lãnh đạo có thể ảnh hưởng được từ những cái người khác? Thì anh em có Chúng thể ta chia comment sẻ đi một các chút bạn. xíu, comment xuống được không? Chúng ta comment comment. Chúng ta comment nào các bạn. Thì thực tế mình sẽ chia sẻ với anh Hùng này, đó là gì? Đó là mình sẽ không không thể nào mà kiểm soát được những cái người khác, mình sẽ không thể lãnh đạo được người khác. Khi mà làm đầu tiên mình cũng nghĩ là ok, mình làm ở đây mình bắt đầu có team rồi, bắt đầu mình phải lãnh đạo cái team của mình phải lead cái team của mình. Nhưng mà khi mà làm một thời gian thì mình nhận thấy được đó là mình không thể lãnh đạo được người khác. Mình chỉ có thể lãnh đạo bản thân mình thôi, và mình chỉ có lead bằng cách đó là có kết quả, mình tạo ra được cái kết quả, thì là những người khác họ họ sẽ nhìn vào cái mà mình làm, chứ họ không có nghe theo cái mà mình nói, nên là mình sẽ không thể nào lead được người khác đâu, mình chỉ có lead được mình thôi. Nên là để mà một trong những cái yếu tố mà giúp cho anh em mình có thể lãnh đạo tốt, có thể phát triển được cái hệ thống tốt, đó chính là mình. Tức là mình phải lãnh đạo tốt cái bản thân mình phải có một cái kết quả, mình phải có cái kết quả lớn, thì bắt đầu là họ nhiều anh em họ sẽ nhìn theo đó, và họ bắt đầu họ làm theo và họ bắt đầu đi theo. Chứ còn mình không thể nào mà suốt ngày mình đi mình nói người này, bây giờ phải làm thế này làm thế kia, làm thế này làm thế kia, nó không có kết quả. Tại vì ngày tức là mình cũng đã trải qua cái giai đoạn như vậy.
tức là mình nghĩ là ok, bây giờ là trong team mình có nhiều người thì bắt đầu mình phải phải lead người này, lãnh đạo người kia, phải chỉ người này làm thế này, chỉ người kia làm thế nọ. Nhưng sau cuối cùng nhiều cái bài học xương máu thì mình thấy được là mình không thể lãnh đạo người khác, và mình chỉ có lãnh đạo được bản thân mình. Và cái cách tốt nhất đó để là gây được cái ảnh hưởng đối với cái team, đó là tạo ra kết quả lớn, thì mình sẽ gây được ảnh hưởng đối với người khác. Ví dụ như là một người bây giờ mà tạo ra một cái doanh số rất là khủng thì nói cái gì nó cũng là chân lý, nói cái gì nó cũng là đúng. Còn một người nói rất là hay nhưng mà không có kết quả thì nó cũng không ai nghe hết. Nên là cái việc để mà mình phát triển cái đội nhóm thì mình chỉ có tập trung vào bản thân mình. Mình phát triển cái bản thân mình và phát triển cái kết quả của mình. Ok. Yes. Rồi, còn anh em còn câu hỏi nào khác? Anh em nào chúng ta có câu hỏi nào, chúng ta đặt câu hỏi cho Tuấn Anh nhé. Có bạn Nguyễn Việt Hùng trả lời cho em thì sự tin tưởng vào lead của mình. Đó nó cũng là một cái ý tưởng. Yes. Bạn nào có câu hỏi nào thì chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi với Tuấn Anh nhé các bạn. Chúng ta có câu hỏi nào chúng ta đặt cho Tuấn Anh nhé. À, như Tuấn Anh nói đó, thì cách mà để chúng ta dẫn dắt đội nhóm tốt nhất đó là chúng ta cần phải tập trung vào chính mình. Khi bản thân chúng ta trở nên tốt hơn thì người khác người ta sẽ theo mình, và người ta sẽ follow theo mình và người ta làm việc cùng với mình. Còn nếu mà mình không tốt á, thì người ta sẽ, mình nói hay cho mấy thì người ta cũng không làm đâu. Một đơn giản là cái việc đầu tiên đó là mình cứ bán lãi một tháng 200 triệu đồng trở lên. Thì lúc đó mình là có người xếp hàng theo mình thôi chứ không cần phải... Chính xác. Người ta sẽ xếp hàng, người ta hỏi mình là anh ơi bây giờ em làm cái này sao? Em muốn theo anh học, em muốn theo anh làm. Đó, thì lúc này chúng ta chỉ cần chia sẻ và hướng dẫn cho họ. Và chúng ta chia sẻ cho họ hướng dẫn cái gì thì họ sẽ làm cái đó thôi. Bởi vì đơn giản đó là chúng ta có kết quả. Còn họ đến và họ làm việc với chúng ta mà chúng ta không có bất kỳ một kết quả nào cả, thì dù chúng ta nói cả ngày người ta vẫn không nghe. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó nguyên tắc nó rất là đơn giản thôi. Dạ. Đó. Cái nguyên tắc nó vòng đi vòng lại, nó sau cuối cùng nó chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Chính xác. Bản thân mình đơn giản. Ok lớp, là... Lớp 5 giờ sáng mà anh đang làm hiện tại đó. Hồi đầu anh làm đúng không? Khi mà quay trở lại làm ấy, thì nó chỉ có 4-5 người thôi. Sau đó mình tập trung mình hỗ trợ cho 4-5 người này tốt lên. Bắt đầu những người khác là họ đến. Họ đến và bắt đầu mình nâng cái mục tiêu lên. Và mọi người có được những người mà họ bán được cả 100 triệu một ngày đó. Hơn 100 triệu một ngày. Thế tự nhiên bây giờ mọi người là rất hào hứng và muốn đến rất là nhiều. Bởi vì đơn giản đó là tạo ra nhiều cái kết quả. Và đơn giản là anh luôn luôn focus vào một việc, đó là phải bán được lãi 3 triệu một ngày. Và thế bây giờ có những người lời cả mấy chục triệu một ngày, thì tự nhiên là nó sẽ tạo thành một cái cơn sóng và khiến mọi người người ta muốn đến. Đúng không? Dạ. Nếu mà mình không có kết quả thì mình nói dài cả ngày thì không ai nghe hết. Ok chưa? Ok, còn anh em nào còn câu hỏi thì mình sẽ giao lưu tiếp anh em ạ. Dạ. Hả? À, anh em nào còn câu hỏi nào nữa không? Ừ. Chúng ta có câu hỏi nào cho Tuấn Anh thì chúng ta đặt câu hỏi cho Tuấn Anh nhé các bạn. Rồi. À, trong lúc mà chờ đợi các câu hỏi của các bạn á, thì anh có một cái câu hỏi dành cho Tuấn Anh ấy. Thì khi mà trong đội nhóm của mình á, thì có nhiều thành viên, nhiều cái con người như vậy. Vậy thì khi mà tất nhiên là sẽ có những cái mâu thuẫn trong đội nhóm á, nó xảy ra, thì em sẽ giải quyết những điều đó như thế nào? Mâu thuẫn của những người trong trong đội nhóm hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì nó chia sẻ cho mọi người. Cái này nó gặp rất là nhiều. Dạ. Và cực nhiều, mà hầu như là team nào cũng gặp những cũng cái điều đó. Đúng rồi. Team nào cũng gặp những cái mâu thuẫn của những anh em trong team. Bởi vì như hồi nãy mình chia sẻ đó, nhiều người thì mỗi người một cá tính. Ừ, người này thì thích thế này, người kia thì thích thế khác, mỗi người một cái cá tính, và đôi khi họ không có dung hòa lại với nhau được.
Yes. Thì cái việc mà để mà mình giải quyết những cái việc đó, thì cái việc đầu tiên đó là mình cần phải làm rõ được ngay từ đầu, đó là mình sẽ có những cái quy tắc để tránh cái việc mà mâu thuẫn. Mình có những quy tắc thì sau này mình sẽ xử lý thêm những cái quy tắc đó. Ví dụ như là trong đêm F1B cũng vậy, mình sẽ có những cái rule, những cái quy tắc, ví dụ như là về sự chính trực rồi kỷ luật rồi này kia, tức là mình phải có những cái rule đó ngay từ trước. Thì sau này thì những bởi vì cái mâu thuẫn này thì nó có rất nhiều cái kiểu mâu thuẫn, nhưng mà đa số là nó sẽ liên quan đến quyền lợi là nhiều. Thì mình có những cái rule từ trước như vậy, thì khi mà những cái mâu thuẫn xảy ra thì mình sẽ giải quyết theo cái rule đó. Và ngoài ra thì mình sẽ gặp riêng để nói chuyện với từng người, giải thích cho họ thêm về hiểu về những cái điều đó. Và ngoài ra thì có những người thì họ sẽ có những cái cá tính mạnh hơn, và họ không có khó làm việc được với nhau ấy. Thì cái đó mình cũng phải tôn trọng họ thôi. Ví dụ như là ông A này không làm việc rất khó để kết hợp, có thể hợp tác hoặc là làm việc với ông B, bởi vì hai cái cách làm việc của họ nó khác nhau. Thì mình chỉ cần đó là họ tôn trọng đúng cái rule của team là được. Còn mình sẽ làm việc với từng người khác nhau. Tùy từng người để mình làm việc. Và rõ ràng là họ không có thể hợp được với nhau thì mình cũng không thể cưỡng cầu được. Bởi vì nó có nhiều rõ ràng là những anh em mà vào trong hệ thống của mình thì nó sẽ thuộc nhiều cái nền tảng khác nhau, xuất phát điểm cũng khác nhau. Và ngoài ra nữa thì mình cần phải xây dựng được cái văn hóa cho cái team của mình. Cái team. Đúng rồi, tức là mình xây dựng được cái văn hóa, ví dụ là cho đi phải phải biết, tức là cái mình đề cao cái tinh thần cho đi ấy, giúp đỡ lẫn nhau ấy. Thì cái điều đó, cái mà mình xây dựng cái văn hóa đó nó tốt thì nó cũng sẽ giúp cho họ cho những người trong team họ sẽ hạ bớt được cái tôi của họ xuống, thì họ sẽ cũng đỡ cái việc mâu thuẫn ở trong cái nội bộ. Và cái tiếp theo nữa đó là mình học một cái bài học này từ một cái leader ở Singapore, đó là khi mà mình làm lớn được cái mục tiêu của họ thì họ sẽ không có thời gian để đi tính toán những cái việc nhỏ nữa. Khi mà mình làm lớn được cái mục tiêu của họ thì người ta tập trung vào những cái to lớn. Người ta không để ý đến những người ta không đó là, gọi là tâm trí của họ không còn thời gian để suy nghĩ đến cái việc là thằng này nhìn cái mặt nó sao khó ưa, hay là thằng kia các kiểu. Và nó, khi đó nó chỉ kiếm khoảng 10 triệu trở lên là thôi khỏi lo mấy việc đó. Đúng rồi, là tự nhiên mục tiêu lớn, tự nhiên là vui hết rồi, nhìn ai cũng dễ thương, nhìn ai cũng ok. Đó là cái việc mà mình giải quyết. Thì nó có một vài cái từ khóa như vậy, anh em có thể tham khảo. Cái thứ nhất đó là mình sẽ có những rule từ trước. Cái thứ hai đó là mình cần phải có xây dựng được cái văn hóa cho team. Và cái thứ ba nữa là mình làm lớn cái mục tiêu, thì khi họ suy nghĩ lớn thì họ sẽ không để ý những cái nhỏ. Chuẩn xác luôn. Rồi khi họ làm lớn thì bắt buộc là họ hiểu được là ok, nếu bây giờ mà để mình theo đuổi cái mục tiêu lớn đó thì mình cần phải sự giúp đỡ hỗ trợ của rất nhiều anh em. Thì họ khi đó họ tự biết là dung hòa với anh em sao để họ có thể nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất. Chuẩn xác. Ok. Rồi các bạn có câu hỏi nào với Tuấn Anh nữa chúng ta hỏi. Để mà chúng ta xây dựng đội nhóm hiệu quả và tốt đó là chúng ta sở hữu cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng này. Đúng không? Và bằng cách đó chúng ta có những câu hỏi hay thì chúng ta được tặng cuốn sách này hoàn toàn là miễn phí luôn. Tập 1. Tập 1. Yeah. Ok, rồi con anh. Việc mà chúng ta xây dựng đội nhóm rất là hay các bạn. Ok. Rồi nếu bây giờ chúng ta không có những cái câu hỏi nào nữa thì rất là cảm ơn Tuấn Anh buổi tối hôm nay đã dành hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ hết tất cả những tâm huyết và những cái kinh nghiệm.
và những cái câu chuyện của mình từ lúc mà mình làm cùng với Nuskin và với đội nhóm DMS1B và đã tạo lập ra được những cái thành quả nhất định. Và một cái điều mà các bạn biết là mình ấn tượng với Tuấn Anh ấy, đó là sự chính trực rất là chuẩn mực, có nghĩa là làm rất là chuẩn mực về cái việc mà chính trực. Đó là sự chính trực ở team của Tuấn Anh, đó là gần như là 100% tuyệt đối luôn. Chưa có bao giờ thấy ra một cái xảy ra những trường hợp nào từ team Tuấn Anh đến về cái việc mà phải bàn về việc chính trực cả với tất cả đội nhóm khác. Đó là một điều nó rất tuyệt vời các bạn. Bởi vì cái nền tảng mà để chúng ta kinh doanh và bền vững và lâu dài và chúng ta có một cái uy tín ấy, khi mà chúng ta đến ở bất kỳ nơi đâu và luôn luôn được mọi người sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ cho nhau và đoàn kết với nhau á, thì đó là chính là cái lòng đầy chính trực. Và đối với team Tuấn Anh thì làm rất tuyệt vời về cái này. Đó. Ok, cảm ơn anh. Yeah. Ok các bạn. Và rất là cảm ơn Tuấn Anh buổi tối hôm nay đã dành một cái khoảng thời gian để cùng với mọi người chia sẻ những cái bài học về những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm cho tất cả mọi người. Thì một hôm tới đây, một đó là Tuấn Anh có thể soạn ra một cái slide lời training cho mọi người về cái từ cách mà đào tạo cho đội ngũ bán lẻ, rồi sau đó cái cách mà chúng ta xây dựng một cái team như thế nào để tạo ra một cái đội nhóm nó đông và nó mạnh lên. Được không Tuấn Anh? Dạ ok. Ok, mình giảng trên slide và bắt đầu chạy ở trên livestream luôn đúng không? Ok. Ok ha. Rồi cũng cảm ơn tất cả anh chị em mà chúng ta trong buổi tối hôm nay đã dành cái thời gian để chúng ta theo dõi cái livestream từ đầu đến giờ, cũng là hơn 1 giờ đồng hồ với tất cả chúng ta ở đây rồi. Và qua đây thì anh muốn gửi một cái lời cảm ơn tới Tuấn Anh thì sẽ tặng cho Tuấn Anh 10 cuốn sách về hành trình xuất chúng này. Ngày mai sẽ ship đến cho Tuấn Anh nhé. Ok, em cảm ơn anh Lê. Vẫn ở Vinhome hay là ở Vinhome đúng không ta? Ở Vinhome có. Ở Vinhome. Ok. Thứ hai anh sẽ là nhân viên gửi cho em về 10 cuốn sách và gửi tặng. Đây là một cái món quà của team. Muốn gửi lời cảm ơn em bởi vì đã dành một buổi tối rất đặc biệt đến tất cả mọi người ha. Rồi, ok, cảm ơn anh Linh. Cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.